món ngon ngày Tết Phúng Sàng là gì? Đố anh em biết chỗ anh em ăn Tết có món gì. Trên Cao Bắc Lạng, đồng bào dân tộc thiểu số bọn mình nhà nào cũng có Phúng Sàng anh em ạ. Nước chống no. Anh em xem đến đây biết Phúng Sàng là cái gì đúng không? Cái món này ăn cơm thì cực phẩm luôn. Đúng kiểu là phải dán kỹ lên xong rồi thái thái lát ra anh em ạ. Nhưng mà tôi thích chơi là cái trên tôi Tết nhà nào ăn một con lợn. Mà cái này làm từ đoạn lòng non nó đấy anh em ạ. Anh em ăn lạp sườn bình thường còn lâu mới ngon bằng người đồng bào tự làm tự ăn. Nó nửa nạc nửa mỡ hoặc là mỡ nhiều hơn nhá. Tiêu này, gừng này, ớt này, mắm muối này, trong nước cất có độ nữa anh em ạ. Gác bếp mấy ngày mang ra rán ăn thì thôi. Còn lâu mới có món nào ngon bằng.